Chào các bạn, sau trận chiến kinh thiên động địa vừa qua, nơi mà tiểu sát thủ Mạnh Phồn Dề đã có một màn trình diễn ấn tượng trước đại sư Tả Vị ở bảng Ất Tổ bằng 10 lần phế quân liên tiếp, đánh cho họ Tả tan tác không còn một manh giáp nào. Nhiều luồng ý kiến trái chiều đã xuất hiện, người bảo họ Tả kia nhường cho hậu bối mà thôi, hay có kẻ còn mạnh miệng bảo Tả quá non nớt, chưa đủ trình độ để tham dự giải. Câu trả lời thật sự có lẽ là thời gian. Chỉ có thời gian qua tháng năm tôi luyện thì chúng ta mới có thể biết được kỳ thủ nhí sinh năm 2008 này sẽ mạnh tới đâu. Và giải vô địch Trung Quốc năm 2023 này cũng là một cột mốc mà cậu phải bước qua trên con đường còn nhiều chông gai. Mà chính niềm đam mê và tư thiên về cờ đã chọn cậu. Và tới vòng giáp tổ thì chất lượng của đối thủ cũng sẽ tăng lên. Dịch Lâm hảo thủ 72 người đứng đầu đều đã quy tụ cả. Cửa ải tiếp theo của Mạnh vô cùng gian nan. Khi đối diện là một vua cờ chính hiệu, Ngọc Diện Thần Quân Tử Xuyên. Cũng một nét đậm người, cặp mắt kính dày cộm, Tử Xuyên từng là một thần đồng với trí nhớ siêu phàm, vang danh khắp nơi khi trạc tuổi của Duệ Nhi bây giờ. Duệ Nhi chỉ có một lợi thế duy nhất, đó là lãnh tiên. Và chúng ta hãy cùng nhau đi chứng kiến một siêu phẩm này, Mạnh ra quân bằng trung pháo ngay, Tử Xuyên mã 8 tiến 7. Mạnh phi ngửa lên, Tưởng bình xe. Mạnh xuất xe, Tưởng nhảy mã còn lại. Mạnh quyết định binh 7 tiến 1, Tưởng cũng vậy. Rồi Mạnh lao xe qua Hà. Tử Xuyên lấy pháo thả biên kích đổi, Mạnh lại bình xe vào, Tưởng dùng pháo để thối một. Sau khi Mạnh dùng mã 8 tiến 7 thì Tử Xuyên sĩ 4 tiến 5 chờ đợi. Mạnh lựa chọn ngũ cửu pháo trần, không phải là phi mã bàn hà như cuộc trước đây, chứng tỏ rằng khê cuộc của Dễ Nhi rất đôi an tưởng. Khi mà Tiểu Mạnh đã sớm bài sư chuyên gia bố cục Diêm Văn Thanh, cho nên việc thông thạo tất cả các trận địa cũng là điều dễ hiểu. Tới đây lựa chọn của Tử Xuyên C1 bình 2. Sau khi Mạnh Phồn Dề lấy xe bình 8, Tử Xuyên gào pháo trục 7 đuổi xe trước. Xe lánh vừa đường còn lại, rồi mã 7 tiền 8 ngay. Chuẩn bị có thể ủi binh 7 lên gây sức ép vào xe mạn sườn. Thông thường tới đây, đỏ sẽ xem xét dùng pháo chém thẳng về chốt, mã 3 tiền 5 rồi lấy xe này tiêu diệt. Về phía của đen lúc này vẫn còn cách đánh trả, dùng pháo chém thẳng về chốt, đe tưởng, mã quay về rồi lại đưa binh 7 mà qua hà. Vừa có thể phục sẵn, mã 8 phi lên bật lấy xe nhờ chốt này giữ mạng. Mỗi bên đều có những điểm đánh được và mất riêng. Xe pháo trên đường 2 của đen tạm thời bị giam cầm. Nhưng đổi lại thế công bậc tứ tử ở cánh còn lại cũng là một cơ sở để đen có thể tìm kiếm cơ hội mà phản kích ở những đoạn sau. Còn lựa chọn tới đây, trong thực chiến, Mạnh Phồn Dề đã bỏ ngỏ nguy cơ này. Tức là binh bảy của Tưởng có thể vượt lên bất kỳ lúc nào. Câu trả lời cậu tiến xe trái qua, nhằm có thể phong tỏa cả ba quân còn lại. Cái giá phải trả đương nhiên binh bảy sẽ vượt được hà, nhân tiện dùng mã truy đuổi. Và Mạnh Phồn Dề dùng xe lại thối một. Còn nếu như xe 473 thì mã 8 lúc này chỉ cần quay về tiếp tục truy đuổi, đằng nào binh này cũng có thể tiến một được cả. Còn tới đây, sau khi đối phương tức là Tử Xuyên binh 7 tiến thêm một nước bắt mã, thì Mạnh Phồn Dề chủ động quay ngược về trung lộ tìm cách tháo chạy trước, và Tử Xuyên tượng 7 tiến 5 để phòng thủ. Nếu như lấy xe này tiêu diệt về chốt cũng không ổn, khi mà về phía của Tưởng vẫn còn nước cờ tiến pháo của hà, hòng có thể bệnh sang vị trí này để có thể bắt lấy xe. Mà nếu như xe đỏ chém thẳng về mã, chẳng còn bất kỳ một cửa thoát nào. Cho nên để nguyên vậy, làm cho cả tam quân của Tử Xuyên không tài nào có thể nhúc nhích nổi. Lựa chọn tiếp tục của Mạnh là dùng mã còn lại nhảy lên cửa hà, tìm cách để có thể triển khai quân lực. Còn tới lượt của Mạnh, Tử Xuyên dùng mã 8 thối 7. Vừa thứ nhất là bắt lấy xe, thứ hai mở đường xe 8 này có thể khai thông lên tuyến trên. Mạnh Phồn Dề lấy xe thối 1, và Tưởng cũng đưa xe tiến cửa hà. Sau khi Mạnh dùng mã 6 tiến 7 đạp chốt ngay, thì Tưởng Xuyên bệnh xe sang mời tiêu đổi. Xe này chấp nhận mã 7 nhảy lên cửa hà, rồi đoạn dùng mã 5 tiến 7. Sau những lượt dàn trận khá cơ bản thì tới đây cuộc cờ bắt đầu diễn tiến dần dần đi về cao trào. Thứ nhất rằng nước nhảy mã ra, Mạnh Phồn Dề có lẽ tìm cách để giữ vào trung lộ, ngăn cản mã 6 này có thể tiến 5. Đây cũng là một âm mưu thứ cấp của bậc đàn anh sau khi đã kích đổi xe chủ động một cách khá nhanh nhẹn. Tới đây, thực lợi mà Tưởng thu về được chính là một sức tưởng đã gãy. Sĩ phải dương lên rồi tiếp tục điều chốt vào mà hỗ trợ. Vậy là rõ ràng mới chỉ vài nước nhưng Mạnh Phồn Dề thứ nhất là gãy tưởng, thứ hai là Tưởng Xuyên có chốt để qua hà trở công đầy uy lực. Nhưng không phải vì hai chuyện này mà việc ăn đứt Mạnh Phồn Dề lại dễ như trở bàn tay. Tưởng Xuyên cũng hoàn toàn biết rõ câu chuyện. Khi mà xe pháo mã tới đây ở cánh phải chính thức đã bị giam cầm, gần như chẳng còn lối thoát. Bởi vậy cũng là một cơ sở để Mạnh Phồn Dề chấp nhận hai cái giá vừa rồi. Cậu lại tiếp tục pháo 5, 7, 3 để di chuyển. Nước cờ này có phải đã tùy tiện
khi mà tới đây tưởng dễ dàng để có thể càn quét vào trung lộ, dùng chốt mà tiêu diệt, xe chỉ cần quay về đánh quân bảo vệ, ngựa chạy cửa nào thì mã 7 cũng chỉ cần tiêu diệt, mất trung binh thì đã đành. Không như vậy, sau lựa chọn này, tới lượt của Mạnh Phồn Dệ, đường thông quân trở nên rất sáng sủa, cho nên câu chuyện đoạt bắt một tờ của Tử Xuyên cũng chẳng hề có ý nghĩa gì khi mà thế quân của đối phương từ từ lớn mạnh và gây nên một sức ép khủng khiếp. Bởi vậy, hẳn là lựa chọn khác, dùng mã 6 tiến 5 ra tay thì sao, cũng chỉ cần chấp nhận cho màn thông đổi, binh này tiêu diệt, rồi lại quay xe về ba nước. Thứ nhất là dễ dàng để đánh tử vào trung binh, thứ hai, cho dù có lấy pháo tạt biên kích đổi là cách duy nhất để có thể cởi trói cho cả tam quân này hoạt động, Tử Xuyên cũng không dễ dàng. Khi mà Mạnh Phồn Dệ lấy xe này tiêu diệt về chốt, đường pháo thông lên tuyến trên cũng chẳng thể nào xem xét được. Và một mã 7 tới đây cũng làm tròn vai của mình cho chức năng phong tỏa. Xe pháo còn lại thì rất linh hoạt, Mạnh Phồn Dệ sẽ chiếm một phần ưu không hề nhỏ. Cho nên sau một thời gian ngẫm ngợi, tới đây lựa chọn chính thức của Tử Xuyên không phải là dùng mã học chốt quét thẳng vào trung lộ, anh lấy pháo tạt biên để kích đổi, Mạnh buộc phải ra tay chẳng còn cách khác. Mã cùng đường quay về, rồi lại nhân cơ hội đưa pháo thỏ lên để chém chốt ngay. Từ lúc này buộc phải mã 2 tiến 3 giữ lại nhân tiền còn đuổi bắt pháo biên, Mạnh phải đưa quân rút chạy, nhưng cũng chẳng quên bỏ ngỏ lại một nguy cơ cho đối phương bằng một nước cờ lưng trường này. Không phải là rút về hai trường, sức phản kích của nước cờ này sẽ tăng lên một cách đáng kể, hoặc là dùng mã này khử pháo trước rồi đưa chốt 7 đổ hà để bắt mã sau, kiểu gì cũng thu về thực lợi, đánh đuổi mã 6 cho dù có đổi lấy pháo 3. Theo hoàn cảnh lúc này của Tiểu Mạnh vẫn tốt hơn cả, khi mà binh 7 có thể thỏ lên một nước để có thể gây sức ép triệt để vào quân ngựa còn lại, cho nên lo ngại Tử Xuyên đâu phải đưa quân để rút chạy, chuẩn bị có thể bình pháo kê vào đuổi bắt trả, nhóm luôn cả chốt 7, công mã phía sau đe luôn cả tường. Cho nên tới đây để ngăn cản, Mạnh Phồn Dệ tổ chức để quay ngựa về để kích đổi ngay. Tới đây nếu như không chấp nhận đổi, tưởng sẽ còn hai cách, hoặc là dùng mã 6 lao đầu vào trung lộ, tượng 7 tiến 5 nhân tiền bắt lại pháo 7. Nếu như đổi kê chủ động thì bất lợi vô cùng, khi mà Mạnh Phồn Dệ dùng pháo để vượt sang, một là bắt mã 3, hai là dùng tượng này truy đuổi. Bởi vậy cũng chỉ còn một cách, dùng pháo quay về phòng thủ, nhưng chỉ cần một nước cờ đơn giản, binh có thể thỏ qua hà. Quân ngựa 3 sẽ trở thành một điểm rất bất lợi mà Tử Xuyên không hề có cách nào để khắc phục triệt đề cả. Bởi vậy để ngăn cản từ trước cũng chỉ còn cách lấy pháo này di chuyển. Nhưng sẽ bị binh 7 thỏ lên, hình cờ của Tử Xuyên vẫn tỏ ra rất nan giải. Bởi vậy muốn tránh đổi thì chọn cách khác, dùng mất 6 tiền 8 chẳng hạn, nhân tiền bắt lại pháo 3 thì sao? Pháo chỉ cần dâng lên hai nước. Và tới đây thì câu chuyện vẫn rõ ràng, khi một chốt 6 cũng không có cách nào mà giữ được cả, tiến 1 thì sĩ diệt, bệnh ra thì pháo 7 mất mạng. Còn nếu như đổi chốt trung lộ thì mã này nhảy qua nhân tiền bắt mã 8 trước, mã phi lên chờ đợi cũng chẳng hề có ý nghĩa gì. Khi mà chỉ cần tới đây mã 7 tiến 5 để diệt gọn, mã nhảy chiếu cũng chỉ là màn kích đổi, và quân lực của Tiểu Mạnh vẫn tỏ ra thông thoáng hơn. Không như vậy còn dư hơn một chốt, tức là việc xây pháo này bay qua hà chém thẳng về chốt Tử Xuyên không thể nào làm được. Mạnh Phồn Dệ lao pháo để chiếu ngay, hậu quả chính là tượng trung tâm sẽ vỡ, Tử Xuyên mới chính là người nguy ngập. Cho nên muốn tránh đi hết tất cả những biến đi đầy bất lợi này, trong thực chiến sau khi đối phương quay ngựa về để kích đổi, Tử Xuyên buộc phải chấp nhận ngay, mã chỉ cần quăng lên nhân tiền bắt luôn cả chốt sườn, cũng như chuẩn bị đưa chốt 7 để qua hà gây khó khăn vào mã trục 3. Nếu như lựa chọn chốt 6 bình 7 đuổi pháo trước thì sao, tưởng chừng có thể vẹn toàn, nhưng pháo vẫn tạt đường 2, đe dọa mưa như cũ, tức là binh 7 thỏ lên mà tưởng không tài nào có thể nhúc nhích nổi, pháo cắm lên trở thành sát, chốt lệch sang truy đuổi thì cũng hoại công, pháo đóng trào vào trung lộ, ngăn cản được chốt 7 nhưng chốt trung tâm thì không thể nào giữ nổi, cũng là một cái giá không hề rẻ chút nào. Bởi vậy tới đây Tử Xuyên đã phải đau đầu dùng mã 3 tiến 4 tìm đường để thoát thân trước. Cứ tưởng là sau khi đưa về tàn cục pháo mã đầy chủ động thì Tử Xuyên đã chiếm được một phần ưu không hề nhỏ. Chuyện hoàn toàn dễ hiểu khi mà đây cũng là một lựa chọn khá thông minh của Tử Xuyên, nhằm có thể lấy kinh nghiệm của mình đàn áp đối phương. Một tiểu tướng mới chỉ có 15 tuổi như Tiểu Mạnh, cho dù sức cờ tính toán có kinh khủng tới bao nhiêu, thì về kinh nghiệm ra trường cũng không thể nào đỏ sức với Ngọc Diện Thần Quân đã chinh chiến hơn nửa đời người. Nhưng có vẻ để chiếm giữ được một phần ưu nhỏ trước Mạnh Phồn Dệ thì không phải là một câu chuyện dễ dàng. Ngay từ đầu cho tới lúc này, Tử Xuyên đường cờ vẫn tỏ ra khá bị động, gần như những lựa chọn đều bắt buộc cả. Còn trở lại với cuộc cờ, nếu như tới đây Mạnh Phồn Dệ dùng mã tiêu diệt về chốt, thực chất cũng chỉ là màn tiêu đổi, khi mà mã 4 tiến 5 đạp thẳng vào trung lộ, nhân tiền còn đen luôn cả chốt còn lại,
dẫn tới một hệ lụy không thể nào tránh khỏi, Bình Biên cũng mất mạng nốt. Thành thử đoàn tính toán vất vả vừa rồi sẽ đổ sông đổ bể, không như vậy thế quân cực kỳ bất lợi. Cho nên cậu đã lựa chọn rất khôn ngoan, lấy Phó Tả Sang đuổi mã trước, mã này buộc phải di chuyển, rồi mới lập tức để chém chốt sau. Tưởng Xuyên cũng chẳng thể nào bỏ qua cơ hội dùng pháo để chém thẳng về chốt biên, nhân tiện truy đuổi. Mã quay về bật lại Phó 7, pháo của Tưởng rời về một mạch. Còn nếu như Cố Chấp đứng ở tuyến đáy của đối phương, tức là Bình Đường 8, cũng không hề nhận được bất cứ một sự hỗ trợ nào, thành thử là một sự hao tổn binh lực. Còn tới đây, Mạnh Phồn Duệ dùng mã để nhảy lên. Một là tìm cách phát triển, ngăn cản đối phương có thể phi ngọa tạo, đường ra quân rất chật vật. Thứ hai là giữ vào binh biên. Lựa chọn của Tưởng, Tưởng 5 tiến 7 để truy đuổi. Mã quay về, cái giá phải trả là binh biên mất mạng. Chuyện này cũng là vì bất đắc dĩ, còn nếu như gác Tưởng lên cũng không thể nào đủ sức mà giữ nổi khi mà pháo đối phương còn đứng ở chỗ này. Bởi vậy Tưởng Xuyên cũng chỉ cần xích pháo ra tay, Tưởng di chuyển, pháo cắm trở thành xét cổ. Còn tới đây thì Mạnh dùng pháo quay về đuổi bắt mã. Mã giật về đem vào trung lộ, rồi trồng pháo trung tâm bắt chốt ngay. Thực ra là câu chuyện tiêu đổi, Tưởng Xuyên mã 4 tiến 5 diệt gọn, nhân tiện đen luôn cả chốt. Mạnh Phồn Duệ chém chốt chiếu ngay Tưởng 3 tiến 5, rồi nhân tiện đưa chốt được qua hạ thoát thân ngay Tưởng Xuyên pháo 7 bình 8, thì Mạnh tổ chức để ngăn cản. Bởi vì vậy mật tính hợp công giữa hai pháo Tưởng Xuyên không thể nào làm được. Tới đây lựa chọn dùng pháo 8 tiến thẳng 3 trường, thì họ Mạnh tới đây đã dùng mã 4 tiến 5, vừa một lúc hai triển dùng pháo này đổi mã. Thứ hai là chuẩn bị có thể dùng mã 5 tiến 3 chém ghép một Tưởng, việc pháo di chuyển là không thể. Tất nhiên Tưởng hoàn toàn biết vậy, pháo này sẽ có chức năng ngăn cản, pháo của Mạnh Phồn Duệ cầm đáy tuyệt sát ngay. Bởi vậy tới lúc này muốn toàn vẹn cũng chỉ còn cách dùng mã 5 tiến 7 bắt lại pháo đối phương. Mã giật về ngăn cản, nhân tiện đổi pháo 8, pháo lại rời về hai trường, rồi lại dâng pháo lên. Mục đích là gì? Tiếp tục đe vào chốt còn lại. Tuyệt đối tới đây không thể nào đến mất được Tưởng Xuyên bình tiến 1. Và Mạnh Phồn Duệ sĩ 5 dương lên. Mục đích là gì? Quân ngựa 7 Tưởng Xuyên có vẻ như chẳng còn cửa thoát. Lựa chọn tới đây của Tưởng lấy tướng để xuất cung, dùng Tưởng truy đuổi chốt. Và Mạnh Phồn Duệ dùng pháo 5 bình 6 ngăn cản, rồi Tưởng mã 7 tiến 9 ngay, chuẩn bị có thể quay về làm nước ngoài tàu và cũng như kê ngòi để pháo 9 có thể truy đuổi. Tiểu Mạnh tới đây đã tổ chức để hóa giải, mã 3 tiến 5 vừa thoát thân vừa mang theo một cảm bẫy chết người, chuẩn bị mã 5 tiến 4 ngay. Thứ nhất là bắt pháo, thứ hai là chuẩn bị cho sát cục ở cánh bên kia, bởi vậy muốn toàn vẹn chỉ có thể dùng pháo 8 thối 1. Và Mạnh Phồn Duệ vẫn nhảy mã đe dọa, sĩ dương lên ngăn cản, rồi tiếp tục nhảy mã chiếu ngay, ép buộc pháo bình sang kích đổi. Rồi làm gì? Pháo của Mạnh đã thông suốt lên tuyến đáy một cách bất ngờ. Tới đây lựa chọn sĩ dương lên cũng là một câu chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Còn nếu như thay cho nước cờ này bằng cách hồi tưởng có thể nào ổn thỏa, khi mà mã đối phương chỉ cần nhảy, ép buộc rằng pháo 4 bình 3 ngăn cản, tướng không thể nào vào. Bởi vậy việc tiếp tục là chốt 7 tiến 1 đánh kiểu gì cũng bị chốt đổ thêm một nước, và pháo 3 sẽ bay ra khỏi bàn cờ, không còn cơ hội nào mà Tưởng Xuyên có thể gỡ gà cả. Bởi vậy cơ hội duy nhất để sống sót ngay tại đây, Tưởng chỉ có thể bổ sĩ lên để có thể tiếp tục kích đổi, nhân tiện gây sức ép vào mã sườn. Việc tiêu đổi này mỗi bên sẽ còn đúng tam tử, nhưng Mạnh Phồn Duệ không thể nào mà đàn áp đối phương. Hiểu rõ câu chuyện cho nên tới đây Mạnh Phồn Duệ đã tổ chức để rút quân, nhưng không phải là mã. Anh chấp nhận phế quân, chuẩn bị pháo 6 bình 3 đe ra một nước cờ sát. Tới đây chỉ còn đúng một cơ hội, Tưởng Xuyên phải thoát pháo ngay, nhưng không thể nào tùy tiện, buộc phải pháo 4 bình 3. Còn nếu như tháo chạy tạt tích ra biên thì không thể nào tránh khỏi mã 6 tiến 8, tướng buộc phải leo lầu. Còn mà vào tất nhiên là địa pháo sát cổ. Còn tới đây thì mọi chuyện cũng chẳng mấy thay đổi khi mà có đôi pháo này có thể chồng lên nhau để tạo thành sát cục ngay. Bởi vậy lựa chọn chính thức của Tưởng pháo 473, Mạnh Phồn Duệ dùng mã này tháo chạy, nhưng cũng chẳng quên tạo ra một thế giam cầm, pháo 3 chính thức đã bị vô hiệu. Mà việc dùng tướng để vào không thể, tướng tiến 1 thì cũng vậy, khi mà một trong hai pháo tiến lên, thành thử pháo 3 sẽ phải mất mạng. Bởi vậy nhìn thấy chốt 7 nằm ngay ở miệng Tưởng, nhưng Tưởng Xuyên chỉ còn cách ngồi nhìn, đành phải chống đỡ trước là sĩ dương lên để hóa giải. Và Mạnh Phồn Duệ đơn giản binh 7 tiến 1, chuẩn bị thêm một nước cờ, pháo 3 sẽ bị gọi hồn, tướng buộc phải vào để cho quân chốt này tiếp cận truy đuổi, pháo mới có thể tháo chạy thoát lấy thân. Và thành quả lúc này sau một loạt điều quân như thần vừa rồi của Mạnh Phồn Duệ chính là một sĩ đầu tiên của Tưởng Xuyên đã gãy.
tướng buộc phải xuất đường còn lại, rồi lại dùng pháo để chiếu ngay. Tướng leo lầu 2 và dùng ngựa quay về, chuẩn bị cho một nước cờ hiểm khác. Mã năm tiến 3 chiếu tướng, bắt luôn cả pháo này, chẳng còn gì mà chơi cả. Bởi vậy tưởng tới đây đành phải đưa quân rút chạy, nhưng cũng chẳng quên để lại một phi đao chết người. Chuẩn bị mã 9 tiến 7 rất cục bất ngờ, nhưng phát hiện rất nhanh Mạnh Phồn Dề đã dùng pháo quay về ngăn cản. Quân ngựa này muốn lên công và tìm cách khác. Mã 9 quay về đường 8 ngay, nhân tiện đem bắt vào sĩ. Nhưng tiểu Mạnh cũng chẳng thèm đếm xỉa, dùng pháo quay về ba nước đợi chờ. Sau khi đối phương tiến pháo chiếu ngay, Tưởng Xuyên tìm cách để tiến công với những gì còn lại, nhưng có vẻ không hề dễ dàng. Khi mà đây là một đội hình mà việc tổ chức của Tưởng Xuyên tỏ ra khá bất lợi, kể cả về chức năng tiến công lẫn phòng thủ. Dùng mã này tiêu diệt về sĩ thì pháo chỉ cần kê vào, chẳng những rằng không làm gì được mà quân ngựa lại bị giam cầm. Bởi vậy tướng quân lại phải tốn một nước mà di chuyển. Còn tới đây, lựa chọn chính thức sau khi tiểu Mạnh dùng tướng tiến 1, anh dùng pháo để chém xương tường, tìm cách khác mà tiến công vậy. Còn tới lượt của mình, Mạnh Phồn Dề pháo 2 bệnh 4 ngay, rồi tưởng dùng pháo thối 1 chiếu tức thì, pháo không thể nào chạy tại vì sẽ mất mạng. Tướng leo lầu 3, rồi lúc này dùng tượng 7 để quay về biên, tức là tháo ngòi để mã 8 này có thể hoạt động. Còn nếu như việc pháo đứng chân sườn, bởi vậy mã không tài nào có thể di chuyển cả. Còn tới đây thì tiểu Mạnh sẽ làm gì đứng trước sức ép của bậc đàn anh đang ra sức để công nã bằng thế tam tử, tuyệt đối không thể nào xem thường. Nhưng sau một thời gian nghĩ ngợi kỹ càng, Mạnh Phồn Dề quyết định chốt 7, bình 6 ngay. Mỗi bên cũng đều có thể tiến công nhất định, ai nhanh hơn thì sẽ được. Còn Tưởng Xuyên sau nước rời tưởng, âm mưu lộ rõ ràng, mã 8 tiến 7, pháo không thể nào di chuyển. Bởi vậy quân pháo sườn này muốn giữ lại, chỉ có thể tiểu Mạnh bình pháo sang để chiếu ngay. Tướng vào trung lộ, rồi làm gì? Dùng mã 5 tiến 4 mà diệt sĩ. Tưởng Xuyên tới đây biết rằng tình hình đã nguy ngập, kể cả một trung tướng còn lại cũng không thể nào giữ nổi. Tưởng chính thối 7 cũng chỉ làm mồi cho chiến mã mà thôi. Bất đắc dĩ dùng pháo này tiêu đổi, pháo chỉ cần quay về một cách nhẹ nhàng. Vậy là mọi chuyện chính thức đã rõ ràng. Khi mà tới đây chính thức thế công của Tưởng đã phải phá sản hoàn toàn, những gì còn lại là cơ hội cuối cùng Tưởng Xuyên tổ chức cho một lần phòng thủ. Và Mạnh Phồn Dề chém ngay một trung tướng, tướng xuất đường còn lại, rồi lại mã 4 tiến 5 chuẩn bị cho một đòn cờ rất nham hiểm. Là chốt này lệch sang để chiếu trước, tướng quay về, dùng mã giật về vị trí này, đúng vị trí điền, Tưởng Xuyên sẽ chỉ còn cách đầu hàng. Bởi vậy đánh ngăn cản, lấy pháo để khép vào, nhưng cũng đầy yếu ớt. Tiểu Mạnh tung ra độc chiêu, dùng chốt tiến 1, tướng leo lầu 3, rồi lại dùng mã giật về đường 3, Tưởng Xuyên đành phải quy hàng trong sự tâm phục, khẩu phục. Nhìn thấy sát cục mà lực bất tổng tâm, không thể nào đủ sức để ngăn cản. Có thể nói một chiến thắng ấn tượng của Mạnh Phồn Dề, tiểu thiên tài, trước đặc cấp đại sư, ngọc diện thần quân Tưởng Xuyên, một vua cờ chính hiệu của kỳ đàn Trung Hoa. Điều đáng nói ở chỗ, kể cả từ lúc khai, trung và tàn, Tưởng Xuyên gần như không hề có bất kỳ một cơ hội nào, chống đỡ bị động ngay từ đầu cho tới lúc vỡ trận. Còn video này tới đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.